Tâm sự ngành thú y. Xin chào quý vị và các anh chị. Tôi là bác sĩ thú y Vũ Văn Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, với sứ mệnh giúp hàng triệu chủ đại lý cũng như bà con chăn nuôi có được cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Thì hôm nay chia sẻ với anh chị một chút về cái nghề thú y của chúng ta. Đây là một cái nghề có thể nói là rất là nghèo trong cái xã hội hiện đại hiện nay, bởi vì ngày xưa thì mọi người hay có một cái quan điểm là nghề thú y là cái nghề mà gọi là khoác cần đi hoạn lợn, đúng không ạ? Vâng, đấy là một cái nghề rất là nhiều người trong xã hội không đánh giá cao. Vâng, đúng không ạ? Đấy, thì tôi cũng rất là may mắn thì được tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, và sau khi ra trường thì tôi làm cho công ty cổ phần thuốc thú y RTD. Sau khi tôi làm được 2 năm thì tôi cứ nghĩ là mình đã lĩnh hội được tất cả những cái kiến thức của trong nghề, nhưng mà thật ra 2 năm đó là 2 cái năm mà tôi cũng chưa học hỏi được quá nhiều. Và sau khi mà tôi nghĩ rằng là mình đã có thể lĩnh hội được những cái kiến thức của cái ngành thú y rồi ấy, thì tôi về tôi xây dựng một cái chuỗi cửa hàng bán lẻ. Tôi lúc đó tôi xây dựng 4 năm cái cửa hàng bán lẻ của tôi, vâng, để kinh doanh thuốc thú y. Nhưng mà cũng 2-3 năm đầu thì cái công việc nó phát triển khá là tốt, và tôi lúc đó tôi đi làm thêm cái con giống, bởi vì cái khu vực Chí Ninh Sao Đỏ Hải Dương của chúng tôi là cái khu vực mà bà con chăn nuôi cái con gà đồi á, bà con chăn nuôi ở khu vực Chí Linh là khá là nhiều. Thì lúc đó là tôi đã quyết định là đi làm thêm cái mảng mà con giống. Thì sau khi làm được 3 năm thì tôi cũng dừng lại, và cái đại lý thuốc, hệ thống đại lý thuốc thú y của tôi lúc đó thì phát triển tương đối mạnh. Đấy, tương đối mạnh thì thật ra đã đến khu vực Chí Linh Hải Dương thì ai cũng biết đến cái đại lý thuốc thú y Vân Hùng. Và sau đó thì tôi quyết định thành lập cái công ty đầu tiên của tôi, đó là cái công ty cổ phần thuốc thú y HV Phạc Ma. Với cái kinh nghiệm còn non trẻ cũng như tiềm lực tài chính còn yếu thì sau khoảng 2 năm cái công ty cổ phần HV Phạc Ma của tôi nó cũng dừng hoạt động. Và sau đó thì tôi lại tiếp tục khôi phục lại hệ thống các cái đại lý thuốc thú y của tôi để cho tăng cái sản lượng. Và lúc đó tôi quyết định là quy hoạch lại cái cách làm việc. Vì ngày xưa là tôi đầu tư cho bà con chăn nuôi rất là tràn lan, và khi mà tôi đầu tư tràn lan như vậy thì khách hàng nào tôi cũng bán. Đấy, khách hàng nào tôi cũng bán, và có rất nhiều khách hàng nó không trả tiền cho tôi, và tôi mất cả gốc lẫn lãi. Vâng, đấy. Chính vì vậy mà tôi quyết định là quy hoạch lại cái cách làm. Lúc đó thì tôi lựa chọn lại toàn bộ cái hệ thống khách hàng nào mà có khả năng chi trả và sòng phẳng thì tôi quyết định tôi đầu tư. Bởi vì anh chị đã biết, nếu như mà trong cái lĩnh vực thuốc thú y mà cái đối tượng khách hàng của chúng ta là bà con chăn nuôi, là những người gọi là nghèo khó ở trong xã hội mà chúng ta không bán chịu thì sẽ rất khó. Nếu mà các bạn xác định là chỉ bán tiền mặt thì sẽ rất là khó. Đấy, thì tôi lúc đó tôi quy hoạch lại cái cách làm. Tôi lựa chọn lại những khách hàng sòng phẳng, những khách hàng chăn nuôi tập trung sòng phẳng và có cái khả năng chi trả khi mà họ có thể bán gà xong, bán heo xong thì họ trả tiền được cho tôi. Thì sau đó là tôi tiếp tục thành lập cái công ty cổ phần thuốc thú y TTIZ. Mà bây giờ cái công ty của tôi cũng đang khá là phát triển. Tuy nhiên rằng đến năm 2020, năm 2020 thì cái dịch Covid-19 nó đến thì làm cho cái công việc kinh doanh của tôi nó rất là khó khăn. Bởi vì lúc đó là cái vấn đề ngăn sông cấm chợ và chúng tôi không thể làm đi tiếp cận. Và các bạn biết là cái đợt dịch thứ ba là cái đợt dịch rất là phức tạp, và nó bị ở một cái công ty ở ngay gần cái khu vực của chúng tôi sinh sống, và cứ cách 300m, 500m lại có một chốt chặn, và chúng tôi không thể đi thị trường được, không thể cung cấp được những cái sản phẩm thuốc thú y đến tay của quý đại lý cũng như là bà con chăn nuôi. Và tôi cảm thấy công việc kinh doanh của mình nó rất là bế tắc, và cũng rất là may lúc đó tôi tìm đến một người thầy của tôi rất là tuyệt vời. Thầy đã giúp tôi đưa cái công việc kinh doanh offline lên trên online, để mỗi một lần tôi làm cái video clip như này thì tôi có thể tiếp cận được hàng triệu người chăn nuôi trên khắp cả nước. Ngày xưa thì khi mà đi làm offline thì một ngày tôi có thể chỉ tiếp cận được khoảng độ 5-7 khách hàng. Đấy là đã là nhiều rồi. Nhưng bây giờ với một cái video clip như thế này, tôi có thể tiếp cận được hàng triệu bà con chăn nuôi, hàng triệu chủ đại lý trên khắp cả nước. Chính vì vậy mà tôi rất là vui hôm nay tâm sự với các anh các chị. Tuy rằng là cái giai đoạn này
là cái giai đoạn chăn nuôi của chúng ta hết sức khó khăn, nhưng mà tôi hy vọng rằng ngày sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta lại tiếp tục yêu nghề hơn và tiếp tục mỗi một khó khăn nếu như nó không giết chết được chúng ta thì sẽ làm cho chúng ta trở lên mạnh mẽ hơn. Và kính chúc anh chị chăn nuôi thành công, và tôi hy vọng rằng cái thời gian tới là một cái giai đoạn rất tuyệt vời để chúng ta có thể bứt phá của cái ngành chăn nuôi này. Vâng, kính chúc anh chị chủ đại lý vượt qua cái bão Covid, vượt qua cái giai đoạn chăn nuôi hết sức là khó khăn như thế này, chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc hơn. Đó chính là cái sứ mệnh mà tôi cũng rất là mong muốn giúp cho bà con chăn nuôi cũng như anh chị chủ đại lý. Vâng, kính chúc anh chị chăn nuôi thành công và gặp nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube thương hiệu của bác sĩ Thú Y Vũ Văn Hùng và kênh YouTube thương hiệu của công ty cổ phần Thú Y TTIZ. Trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo của tôi. Bye bye các anh chị.